Vũ Hào lưu lại 3 chi quân đoàn hồn đạo sư cùng với bọn hắn từ đế quốc Nhật Nguyệt mang về trang bị trận địa hồn đạo, đến cấp tốc bắt đầu là bố trí hướng về cửa thành Bắc Sở Lê Khắc. Các loại vật tư cũng nhanh chóng vận chuyển ra. Nhóm tiếp viên đầu tiên của đế quốc Thịnh La, đế quốc Đấu Linh đã đến, nghe học viện Sở Lê Khắc điều khiển. Ở lúc này hai đại đế quốc đều lựa chọn tuyệt đối là tín nhiệm học viện Sở Lê Khắc, đem thịnh nhuệ phá tới tiếp viên toàn bộ đều là sao cho học viện Trường Khống. Trong lịch sử hơn 4.000 năm trước, thời điểm cùng đối với Nhật Nguyệt Đại Lục quyết chiến ra, chính là như thế mới khẳng định chiến thắng triệt để, đem Nhật Nguyệt Đại Lục biến thành một bộ phận Đấu La Đại Lục. 4.000 năm sau hôm nay, một màn này dường như lại muốn tái diễn. Vô luận là Đấu Linh hay là Tinh La, hai đại đế quốc đều hy vọng học viện Sử Lệnh Khắc có thể tái hiện huy hoàng lúc trước, triệt để đem địch nhân lớn nhất đánh cho tàn phế. Đương nhiên còn có tàn quân cuối cùng của đế quốc Thiên Hồn, bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể khôi phục lại quê hương hay không liền dựa vào lúc này. Có điều công kích của đế quốc Nhật Nguyệt lại không xuất hiện, di chuyển về phía trước 10 dặm về sau, bọn hắn chỉ duy trì trận hình trú đóng ở trong đó. Tác phong quân đội cường thịnh, thế nhưng lại cũng không có công kích, thậm chí ngay cả một điểm tiến công thăm dò đều không có. Thế nhưng mấy chục vạn đại quân rút ngắn khoảng cách 10 dặm về sau, mang tới lực áp bách cùng với trước đó liền lại không sống. Một chút đinh trang hồn bạo đạn pháo đặc biệt cường đại, nếu như từ khoảng cách này mà phát xạ, có thể là sẽ bao trùm thành Sử Lê Khắc. Đối với chuyện này, Sử Lê Khắc lại làm sao có thể không phòng bị. Huyền Lão cùng với chư vị trưởng lão Hải Thần Cang giữa trưa ngày thứ hai mới biết được tiền tướng Vua Hào biến mất. Có điều lần này Vua Hào tối thiểu lưu lại 3 chi quân đoàn hồn đạo sư, Huyền Lão không thể nào không vì hắn mà gánh tội. Đối với chư vị trưởng lão nói là lão điều động Vua Hào đi thành hoàn thành nhiệm vụ bí mật, Huyền Lão cũng rất là nguyện ý tin tưởng phân tích của Vua Hào đối với đại quân đế quốc Nhật Nguyệt là chính xác. Thế nhưng việc quan hệ an nguy của thành Sử Lệnh Khắc, ai dám cược cơ chứ? Chí thì trước mắt còn nhìn không ra đế quốc Nhật Nguyệt có bất kỳ dấu hiệu muốn rút đi. Khoảng cách 10 ngày kỳ hạn lúc trước quyết tử nói tới bây giờ còn có 3 ngày cuối cùng. Bầu không khí ở trong thành Sử Lệnh Khắc cũng đã khẩn trương chưa từng có. Đế quốc Đấu Linh, đế quốc Tinh La, càng ngày là càng nhiều tinh nhuệ hội tụ ra đến bên trong thành Sử Lệnh Khắc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người lúc này đều đang đợi, đường muôn sản xuất ra đông đảo hồn đạo khí cũng đã được để lên trên đầu tường. Khi mà Đấu Linh, Tinh La hai nước nhìn thấy 3 chi quân đoàn hồn đạo sư của học viện Sử Lệnh Khắc, lòng tin cũng càng nhiều thêm mấy phần. Bọn hắn dường như là nhìn thấy xa bộ dáng đại quân đế quốc Nhật Nguyệt bên ngoài bị đánh cho tàn phế. Quốc tử ngồi ngay ngắn ở bên trong xoài trướng của bản thân, uống vào cháo tổ yến, một bộ dáng thoải mái nhàn nhã. Đối với sự tình tối ngày hôm qua bị bắt cóc, nàng dường như đã sớm quên, cũng không có bất kỳ để ý. Nàng đương nhiên là sẽ không cho là bản thân nói cho vào tình hình thực tế nên có thể như thế nào. Sớm lại thời điểm nàng vừa mới để đại quân đầu dẫn đầu sang hướng về bên này đi động, hai chi quân đoàn hồn đạo sư đã xuất phát, bây giờ tất nhiên là triển khai sự hành động. Vũ Hào muốn đi ngăn cản lại sao có thể tới kịp? Mấu chốt chính là bản thân ở đây di chuyển ra về phía trước 10 dặm liền có thể để cho bất kỳ giải thích nào của hắn đều trở nên phí công. 3 ngày sau học viện Sử Lệnh Khắc đoán trường thế nào cũng không có khả năng đem Vũ Hào giao ra, vậy thì liền lại dàn xếp bọn hắn mấy ngày là được, chờ thời điểm tinh nhuệ đế quốc Đấu Linh được đến tin tức ở trong nước đại đánh nghi binh mà một chút. Vũ Hào à Vũ Hào, trước lực lượng tuyệt đối, chiến lực cá nhân của đệ lại có thể làm được trình độ như thế nào có chứ? Có điều đệ cũng thật sự là không hổ là nam nhân ta thích, lấy 20 mấy tuổi liền có được thực lực hiện tại, tương lai bất khả hạn lượng. Nếu như mà tương lai là đệ cùng ta cùng một chỗ thống trị đế quốc Nhật Nguyệt thì tốt biết bao nhiêu. Uống xong cháo tổ yến, quốc tử trở lại ở trong đại giếng của bản thân nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, mà biểu tình khuôn mặt của nàng cũng rốt cuộc bắt đầu trở nên ôn nhu. Vân Hán, con còn khỏe hay không? Con có biết mẫu thân rất là nhớ con. Thời gian nửa đêm, Vua Hào cơ hồ là đã bay toàn bộ Bắc Cương đế quốc Đấu Linh bằng vào tốc độ phi hành siêu thanh, trọn vẹn là tuần tra lại làm cho hắn không thu được cái gì cả, không có tìm được bất kỳ dấu vết chiến đấu. Đế quốc Đấu Linh ở bên cạnh phòng ngự ra còn tương đối nghiêm mật, toàn bộ bên cạnh chí thì chiếm đóng do đại quân vượt qua 30 vạn. Hơn nữa bây giờ cũng đã bắt đầu có các loại hồn đạo khí tham trắc xuất hiện. Mặc dù còn không có cách nào so với đế quốc Nhật Nguyệt, thế nhưng tổng thể mà nói cũng mấy năm trước cũng phải mạnh hơn rất nhiều. Đế quốc Đấu Linh dù sao nguyên bản có đế quốc Thiên Hồn làm tấm chắn thiên nhiên, tương đối mà nói quốc lực mặc dù là nhỏ yếu, thế nhưng mấy năm qua cũng không giống đế quốc Thiên Hồn cùng với đế quốc Tinh La một mực mà canh giữ. Nhận lấy đế quốc Nhật Nguyệt công kích, bản thân cũng đã rất cố gắng phát triển. Chí thì từ tình huống trước mặt mà xem vẫn là tương đối không sai. Vũ Hào đã bay thẳng đến biên giới của phía bắc cảnh của đế quốc Đấu Linh không xa, lại hướng về phương bắc tiếp tục phi hành, vậy mà còn như là phạm vi của cực bắc băng nguyên.
Quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt coi như là có lòng tin, cũng không thể nào mà từ vị trí kia triển khai ra công kích đế quốc Đấu Linh mới đúng. Thế nhưng mà trên đường đi nhìn qua, căn bản là không có bất cứ dấu vết gì của đại quân đế quốc Nhật Nguyệt xuất hiện. Sao có thể, chẳng lẽ nói, quân tử là gạt mình sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, Vua Hạo liền không khỏi trong lòng trầm xuống. Nếu như quân tử là lừa gạt mình, vậy thì liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bản thân căn bản không có khả năng tìm được nhân thủ của nàng. Và lúc này thì nàng hướng về học viện xử lý khác phát động ra tiến công thì sao? Vừa nghĩ tới đây, Vua Hạo đầu tiên nghĩ đến chính là lập tức trở về xử lý khác. Thế nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhớ lại biểu tình của quốc tử nói với chính mình một số chuyện cùng dao động tinh thần lực lượng lúc ấy. Vua Hạo vô luận như thế nào cũng không tin khi đó quốc tử là đang lừa hắn, đủ loại dấu hiệu đều biểu hiện sang ngay lúc đó quốc tử hẳn là nói thật. Thế nhưng đã như vậy, vậy thì sao chính mình liền không tìm được quân đội quốc tử phái ra cơ chứ? Những quân đội kia đến cuối cùng là ở chỗ nào? Không tiếp tục bay đi, Vua Hạo cảm thấy chính mình phải trước tỉnh táo một chút. Hắn từ không trung hạ xuống, rơi trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn từ góc độ của quốc tử xuất phát, nếu như là nàng sẽ như thế nào cơ chứ? Đại quân áp chế đế quốc Đấu Linh Thình La hai nước không thể nào không đối với học viện Sử Lệ Khắc tiến hành cứu viện. Giữa tình huống này, đả kích như thế nào đối với đế quốc Thình La hoặc là đế quốc Đấu Linh mới là chí mạng nhất chứ? Vì cam đoan binh lực tiền tuyến cường thịnh, quốc tử không có khả năng phái ra quá nhiều quân đội. Mà thật sự mà nói, từ tàn quân đế quốc Thiên Hồn ở bên đó về được tin tức mà xem, trước mắt thì thực lực của quốc tử nắm ở trong tay dường như cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Nói một cách khác, quân đội phổ thống cơ hồ là không có bị phát ra. Như vậy vừa đến suy đoán của bản thân nên là hoàn toàn chính xác. Quốc tử phái ra cũng chỉ có quân đoàn hồn đạo sư mà thôi. Mỗi một chi quân đoàn hồn đạo sư đều là vài trăm người, trong đại quân 10 vạn người tuyệt đối là không thu hút. Hơn nữa bọn hắn đi cũng không ảnh hưởng tới bố trí trận địa hồn đạo. Nếu như một chi quân đoàn hồn đạo sư, lực lượng khả năng còn có một chút không đủ, cho nên 2-3 chi quân đoàn hồn đạo sư là có khả năng nhất. Thế nhưng quân đoàn hồn đạo sư vì sao không có công kích biên cảnh cơ chứ? Đế quân Đấu Linh phòng tuyến biên cảnh 10 phần là hoàn hảo, không có bất kỳ dấu hiệu bị công kích. Bọn hắn điều động sang từ học viện xử lý khác chính là tinh nhuệ, mà bên cạnh phòng ngự cũng cam đoan không tệ, đó là tình huống tốt nhất có thể làm được. Cho dù Vua Hào một đường nhìn đến để cảm thấy chính mình có một chút buồn lo vô cớ, thế nhưng bất an trong lòng quán lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Bản thân quán có đường tam nhãn kim nghê truyền thừa lực lượng vận mệnh, đối với cảm giác vận mệnh 10 phần nhạy cảm. Một khi hắn xuất hiện ra loại cảm giác bây giờ, liền nhất định là sẽ có chuyện phát sinh. Đến tận cùng là thế nào rồi? Vua Hạo vô chán của chính mình, nếu như mình là quốc tử, đến tận cùng là sẽ lựa chọn thế nào có chứ? Chỉ có hai chi quân đoàn hồn đạo sư cưỡng ép đột phá, công phá phòng tuyến biên cảnh đế quốc Đấu Linh lại có tác dụng gì? Không có quân đội theo sau ủng hộ, chiếm lĩnh thành thị cũng không thể nào được. Dù sao thì quân đoàn hồn đạo sư dù mạnh hơn, nhân thủ lại có hạn, giữa tình huống chỉ có thể phá hoại. Chờ một chút, chỉ có thể phá hoại. Đột nhiên thì trong lòng của Vua Hạo bỗng nhiên có rút lại một chút. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, một cái khả năng hắn trước đây không lâu vừa mới làm qua. Đúng vậy, quốc tử bây giờ đứng trước tình huống cùng với bản thân trước đó dẫn đầu ba chi quân đoàn hồn đạo sư ở cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt làm ra sự tình sao mà tưởng tượng. Khác biệt chỉ là quân đoàn hồn đạo sư ở bên này của quốc tử không có khả năng có được năng lực ẩn hình. Thế nhưng mà muốn bàn về sức chiến đấu, nếu như nàng phái xa là quân đoàn hồn đạo sư cấp bằng hộ quân chi thủ, chỉ sợ còn phải trên cả ba chi quân đoàn hồn đạo sư của bản thân. Bên biên cảnh, đế quốc Đấu Linh phòng ngự ra mặc dù không tệ, thế nhưng mà gặp đường loài quân đoàn hồn đạo sư cấp bậc kia, muốn nói lẩn tránh một hồi đạo khí kia thăm chắc ở trên không của bọn hắn cũng không phải là không được. Nếu như nói như vậy, Vua Hạo đột nhiên minh bạch, nhưng mà đồng thời minh bạch sau lưng cũng lập tức thoát ra mồ hôi lạnh. Quốc tử kỳ thật làm rất là đơn giản, nàng chỉ lặp lại chuyện hắn làm ở trong đế quốc Nhật Nguyệt, nàng cũng sẽ không để hai chi quân đoàn hồn đạo sư đi khắp nơi công kích phá hoại, tạo thành khủng hoảng cho đế quốc Đấu Linh. Bởi vì hai chi quân đoàn hồn đạo sư một mình xâm nhập, không có năng lực loại hình vong linh bắn vị diện của bản thân bảo hộ, dù sao thì vẫn sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng mà nếu như mục tiêu của nàng cũng chỉ có một thì sao, hoặc phải nói chính là chỉ một tòa thành thị thì sao, tình huống này sẽ là như thế nào? Mồ hôi lạnh sau lưng của Vua Hạo càng chảy, không sai nhất định. Mục tiêu của quốc tử lúc này chính là thủ đô của đế quốc Đấu Linh. Vua Hạo không một chút do dự bay lên trời, lập tức bao tăng tốc độ nhanh nhất mà bản thân có khả năng đạt tới, thẳng đến đế quốc thủ đô đế quốc Đấu Linh mà đi. Còn sự tình gì so với thủ đô bị phá, hoàng thân bị triệt để tiêu diệt được với đế quốc Đấu Linh đã kích càng khủng bố hơn chứ? Bản thân tưởng đại đế quốc Nhật Nguyên thử qua, thế nhưng mà thất bại. Thế nhưng lần này đế quốc Đấu Linh đem tinh nhuệ của bản thân đều phái đi thành xử lý khác, nơi bộ thủ đô cũng nhất định là sẽ rất trống rỗng, các cường giả đều rời khỏi. Bọn hắn bằng cái gì căn bản là ngăn cản hai chi quân đoàn hồn đạo sư tập kích? Quốc tử à quốc tử, thì thật sự là quá đáng sợ. Trong lòng của Vua Hạo lại một lần nữa đối với quốc tử sinh ra sát cơ mãnh liệt. Kế sách của quốc tử mỗi lần nhìn qua đều là rất trực tiếp, thế nhưng cũng lại là chí mạng.
Vũ Hạo liều mạng gia tốc, thân hình của hắn ở trong không trung quả thực giống như là một đạo lưu quang, ngẫu nhiên thậm chí sẽ xuyên vào không gian, mà lại từ cách đó không xa chui ra bên ngoài. Tốc độ nhanh chóng khiến cho không trung không ngừng vang lên từng tiếng âm bạo. Vũ Hạo minh bạch thời gian của chính mình kỳ thật đã không nhiều. Nếu như nói quốc tử sớm trước khi mà tiến về thành Sử Lấy Khắc đã bố cục, vậy thì nàng phái ra quân đoàn hồn đạo sư vô luận số lượng nhiều hay ít, liền vào bên trong đế quốc đấu linh về sau, liền có đủ thời gian tiến về thủ đô của đế quốc đấu linh. Bọn hắn đương nhiên không thể nào như chính mình có tốc độ nhanh chóng ở trong cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt. Thế nhưng mà vậy thì thế nào chứ? Đối với bọn hắn mà nói, tốc độ như bây giờ liền đã đủ rồi. Bọn hắn chỉ cần ở trên mặt đất cải trang giả dạng, thông qua một chút con đường tương đối là bí ẩn, tiến về thủ đô thành linh đấu của đế quốc đấu linh. Bên phía đế quốc đấu linh, mặc dù là mấy năm qua tốc độ phát triển hồn đạo khí rất là nhanh, thế nhưng mà hồn đạo khí tham chắc ở trên không bọn hắn vẫn lạc hậu quá nhiều, căn bản không có khả năng làm được một giống như là đế quốc Nhật Nguyệt, đem xung quanh thủ đô toàn bộ bố trí xa lên đại lượng hồn đạo khí tham chắc ở trên không. Chiến thuật có thể nhắm vào thủ đô của đế quốc đấu linh quả thật là quá nhiều. Vũ Hạo tự hỏi, nếu như trong tay của chính mình bây giờ có hai chi quân đoàn hồn đạo sư, đều có thể nghĩ ra nhiều loại biện pháp nhắm vào thủ đô của đế quốc đấu linh triển khai ra công kích, hơn nữa tuyệt đối đều mang tính hủy diệt. Chấp hành loại nhiệm vụ này, quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt không có khả năng không mang theo đinh trang hồn bảo đẳng cấp 9 đi, mà thủ đô của đế quốc đấu linh lại bằng cái gì để ngăn cản công kích như vậy cơ chứ? Vũ Hạo vừa bay thật nhanh, vừa nhắm lại hai mắt. Bản thân cho tới nay chiến thuật cũng đều thủ quốc tử. Nếu như có thể sớm nghĩ đến thì tốt biết bao nhiêu. Đế quốc đấu linh như thế, đế quốc tình la bên đó thì sao? Hy vọng quốc tử không có gà ta, không có cùng với tương tự nhắm vào trong đế quốc tình la triển khai hành động như vậy đi. Có điều đế quốc tình la ở bên đó chí thì còn có vị phụ thân kia của bản thân. Cho dù là hoàng thất xảy ra vấn đề, chỉ cần có Bạch Hổ công tướng trụ cột ở trong quân, tạm thời lại còn không loạn. Cho nên quốc tử lựa chọn là không sai. Nhắm vào đế quốc đấu linh phát ra một kích chí mạng, tuyệt đối có thể để cho đế quốc đấu linh nội bộ hỗn loạn. Khi đó mục tiêu của nàng sẽ là nghĩ thông suốt một cái vấn đề, tiếp xuống một loại vấn đề cũng đã liền đều hiểu. Mục tiêu công kích chân chính của quốc tử vẫn là đế quốc Thình La, đế quốc đấu linh nội loạn, quân đội tự nhiên là vậy mà trở về, không có gì so với ổn định nội bộ càng trọng yếu hơn. Mà dưới tình huống này, đế quốc Thình La ở trên tiền tuyến liền thiếu đi Giả Minh Hữu, mà quốc tử cũng có thể toàn lực ứng phó đi công kích đế quốc Thình La. Chỉ cần đem đế quốc Thình La đánh xuống, đế quốc đấu linh tính là cái gì, tùy tiện như thế nào cũng có thể làm cho bọn hắn thần phục. Bản thân đế quốc Thình La thế nhiều chương cùng với đế quốc Nhật Nguyệt giáp giới, Vũ Hạo thậm chí là nghĩ đến một chút thời khắc mấu chốt, Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư đoàn cường đại nhất sẽ xuất hiện minh đấu sơn mạch bên đó, hai bên giáp công đế quốc Thình La nếu như thế nào mà ngăn cản. Hắn không có đáp án, bởi vì căn bản chính là tử cực. Quốc tử trình thể chiếm lực ra đã hoàn toàn là rõ ràng xuất hiện trong đầu của Vũ Hạo, nhưng giờ phút này hắn lại căn bản nghĩ không ra phương pháp ứng đối. Hơn nữa hắn cảm thấy bản thân đã chậm, biết đến cũng đã quá muộn. Bây giờ vô luận như thế nào đều phải tiến về thành linh đấu một chuyến. Nếu như mà còn kịp, dù chỉ là cứu ra một bộ phận hoàng thất đế quốc thiên đấu cũng tốt. Tốc độ của Vũ Hạo lúc này quá nhanh. Hắn lúc mà tờ mờ sáng còn ở bên cạnh đế quốc đấu linh, thế nhưng khi mà mặt trời đang từ bên trong phương đông nơi xa dâng lên, hắn đã xâm nhập vào đế quốc đấu linh. Khoảng cách thành linh đấu đã càng ngày càng gần. Thế nhưng cũng ngay vào lúc này, Vũ Hạo cảm nhận được lực lượng phương xa không ngừng truyền đến dao động hồn lực kịch liệt. Quả nhiên là ta đoán đúng. Vũ Hạo không chút do dự lại lần nữa gia tốc. Xa thành linh đấu đã có trong tầm mắt. Thế nhưng mà khi Vũ Hạo được dõi mắt trông về phía xa, thời điểm nhìn thấy thành linh đấu, trong lòng của hắn lại không tự chủ được mà dâng lên một tia tuyệt vọng. Phương hướng thành linh đấu hắn thấy rõ ràng nhất chính là khói đặc phóng lên tận trời. Khói đặc quyết không phải là một hai ngọn lửa có thể sinh ra. Nhìn qua vậy mà giống như là toàn bộ thành linh đấu đều đang thiêu đốt vậy. Quả thật là đáng sợ. Dao động hồn lực kịch liệt kia vẫn đang từ bên trong hướng kia không ngừng truyền đến. Khoảng cách càng gần, Vũ Hạo thậm chí là đã nghe được từng đợt oanh minh. Vũ Hạo biết đường vị trí xác thực của thành linh đấu, thế nhưng lại cũng không biết hoàng cung ở địa phương nào. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, toàn bộ thành linh đấu phảng phất đều bốc cháy. Hoàng cung còn có khả năng may mắn thoát khỏi sao? Đáp án không thể nghi ngờ chính là không.